Giá cà phê hôm nay mùng 7 tháng 10, Robusta bị bán tháo khi đồng USD tăng mạnh. Giá cà phê hôm nay mùng 7 tháng 10 trong khoảng 46.100 đến 46.500 đồng mỗi kg. Cà phê giảm sâu, nhất là Arabica, Robusta bị đem ra bán tháo và ở mức thấp nhất trong hơn một tháng qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 46.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 46.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 46.400 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 46.400 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 46.300 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 46.400 đồng mỗi kg, trừ ở Pleiku và La Grai cùng giá 46.300 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 46.400 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay giảm 500 đồng kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11 năm 2022 giảm 33 USD tấn ở mức 2.140 USD mỗi tấn giao tháng 1 năm 2023 giảm 28 USD mỗi tấn, ở mức 2.139 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2022 giảm 6,95 cent ba, ở mức 217,7 cent ba, giao tháng 3 năm 2023 giảm 7 cent ba, ở mức 207,65 cent ba. Đồng USD tăng mạnh đã kéo giá cà phê giảm sâu nhất là Arabica trong phiên vừa qua, Robusta bị đem ra bán tháo và ở mức thấp nhất trong hơn một tháng qua. Đầu phiên giao dịch ngày 7 tháng 10, theo giờ Việt Nam, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index, DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở GPE, bảng Anh, Kép, SIC, CHF tăng mạnh 1,15%, đạt mốc 112,23. Đồng USD tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp, khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào một bản báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tích cực của Mỹ sẽ khiến cho Cục Dự trữ Liên bang phép kiên định với chính sách thắt chặt trong thời gian tới. Trước đó, do nguồn cung ngắn hạn khan hiếm giúp cà phê có những ngày tăng trở lại. Xuất khẩu từ Brazil và Colombia giảm khiến nguồn cung Arabica khan hiếm và giao dịch tháng 12 ở mức cao hơn các hợp đồng giao xa hơn. Tổ chức cà phê quốc tế ICO cho biết từ tháng 10 năm 2021 tới tháng 8 năm 2022 xuất khẩu từ Brazil giảm 27,2%, trong khi Colombia giảm 18,7%. Sản lượng cà phê năm nay tại Brazil được điều chỉnh giảm gần đây do thời tiết bất lợi. Giá tiêu hôm nay mùng 7 tháng 10 giảm 500 đồng/kg tại Bình Phước, thị trường giao dịch chậm. Giá tiêu hôm nay mùng 7 tháng 10 tại thị trường trong nước điều chỉnh giảm 500 đồng/kg tại Bình Phước. Theo đó Giá tiêu tại Bình Phước đang được thương lái thu mua ở mức 63.500 đồng mỗi kg. Tại các khu vực còn lại, giá tiêu đi ngang, cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 61.500 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay còn 63.000 đồng mỗi kg. Tương tự, tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu cũng không có biến động so với hôm qua, tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ở mức 64.000 đồng mỗi kg tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu mới nhất hôm nay giao động quanh mốc 64.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu tại Đồng Nai ở mức 64.000 đồng mỗi kg. Trên thị trường thế giới, cộng đồng hồ tiêu quốc tế đã niêm yết tăng nhẹ giá tiêu xuất khẩu của Indonesia, giữ nguyên những quốc gia khác. Trong vòng một tuần qua, tổ chức này đã hai lần điều chỉnh giảm mạnh giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam. Hầu hết đồng tiền của các quốc gia vẫn trong tình trạng suy yếu so với USD là nguyên nhân chính khiến giá tiêu xuất khẩu liên tục giảm, điểm tích cực là giá tiêu Sri Lanka liên tục gia tăng trong những tuần gần đây, tuy nhiên theo các chuyên gia, đây không hẳn là tín hiệu tốt. Bởi thị trường đã xuống khá sâu khi quốc gia này lâm vào tình cảnh vỡ nợ hồi quý 2 năm nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu ước khoảng 40,8 tỷ USD tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021 và thực hiện được 81% chỉ tiêu chính phủ giao. Bộ N, N và PTPT dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2022 đạt 55 tỷ USD vượt kế hoạch 5 tỷ USD. Trong đó mặt hàng hồ tiêu đạt 770 tức rượu USD tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021. Với tình hình hiện nay, nếu không có sự tăng tốc mạnh từ thị trường Trung Quốc, thì cột mốc xuất khẩu 1 tỷ USD của ngành hàng này khó mà đạt được trong năm nay các ý kiến hiện đều cho thấy tương lai không mấy tươi sáng của hồ tiêu cho đến hết năm giữa bối cảnh fed và ngân hàng trung ương các nước tăng thêm lãi suất